quá anh. Chúc mừng hạnh phúc em nhá. Em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng hạnh phúc em nhá. Thì tới đây thì anh cũng không có gì cả, thì có lời ca thanh hát thì cũng hát rồi. Đấy, tiền thì không có nhưng có quà đặc biệt tặng hai em nhé. Em cảm ơn anh. Quà luôn. Quay lại sản phẩm ở đây cho em với nhé anh nhé. Rồi hai anh em bớt sản phẩm. Ôi trời ơi. Bao cao su hả anh? Có gai không? mới cưới nhưng mà vợ chồng mày đã có mấy đứa rồi thì bây giờ anh phải tặng cái này để cho kế hoạch hóa gia đình nhá. Phải đề cao tinh thần kế hoạch gia đình. Đấy. Đấy, anh cực kỳ là quan tâm luôn. Đấy, anh em cho xin kiểu 200. Đấy. Thôi nhìn lên cái này, nhìn lên cái này. Thôi cái điện thôi mà thôi xem cái nào. Đây. Quên một chiếc hết. Đây. Ngoài ba con sâu ra còn có cả cái này nữa này. Đấy, tăng cường sức mạnh cho đàn ông. Đấy. Rồi anh em ơi, mọi người nhìn đây lại xem cái nhiều. Mình tính cho mày xem cái này. Cái đấy nha.